kêu như sáu tuổi rồi kia ha, là nó dữ dội lắm. Ủa dữ lắm. Dạ. Con cái này là tại vì con cảm nhận, con thấy là sức khỏe của cô á, cô nói chuyện rất là nhỏ nhẹ và rất là yếu hơi, thì con không biết là trong cái quá trình mình mang thai, các anh các chị có cái giai đoạn nào mà nó làm cho mình bị bệnh để mà ảnh hưởng cho đến bây giờ không? Có cái đứa mà tên Mỹ An đó, thì tôi được 6 tháng hay 7 tháng gì tôi cũng không nhớ rõ cô. Thì tôi bị sốt cấp tính. Tức là có khi nó giọt lên 42 độ, 45, cái nó tuột xuống 30 mấy, 20 mấy gì đó. Thì cũng khiến gì bữa đó thứ bảy chú được về chơi một buổi đó. Thì ổng mới gờ, ổng nói chết rồi em bị sốt rồi. Chú mới kêu chở tóc vô bệnh viện chỗ chú làm đó. Thì cô hôn mê rồi. Chở vô hôn mê luôn. Thì cái ông đơn vị trưởng, tức là cái ông cán sự đó, theo lời nói lại thôi chứ tóc đó tôi cũng hôn mê rồi. Ổng nói vợ mày là sốt cấp tính này đó, là coi như là lên xuống bất thường, chắc là sợ vợ mày chết. Mà nếu vợ mày chết đó, thì con mày cũng phải chết luôn, bởi vì con mày 6 tháng trong bụng rồi. Thôi giờ tao chích cho vợ mày một mũi thuốc. Cái ổng nói thôi bây giờ chung quý cứu vợ tôi đi, chứ bây giờ biết làm sao giờ. Thì cũng có lẽ là cũng trời Phật thương chú Linh. Khi mà chích được mũi thuốc thì tôi từ từ nó hạ cái nhiệt độ. Mà hồi đó đâu có phòng lạnh đâu, bị việc bệnh viện dùng mấy đó. Mấy ông mới lót nước đá. Xin chào ông bà. Dạ, chào. Dạ. À, xin mời... ông có thể giới thiệu về mình ạ? Tôi tên là Trần Chí Sanh, năm nay là 70 tuổi, làm nghề bánh bao. Xin mời cô ạ. Dạ, tôi tên Bùi Thị Lịch, sinh năm 1950, năm nay 70 tuổi. Thì cũng làm nghề bán bánh bao từ ông cha mẹ để lại, dạy lại rồi truyền lại tới giờ làm tặng cho anh hai MC chú là Linh và cô Ngọc Lan ăn lấy bảo. Cái này là xá khí, còn cái này là trứng cút, trứng muối, còn này là bánh bao gà. Xá xíu với trứng muối để cho chú. Không, còn con ăn trứng cút trứng muối. Ăn lấy thảo với rất là nhiều nha. Thôi bây giờ mình trò chuyện tiếp, tụi con sẽ nhận cái này. Xong rồi cái một tí nữa xong chương trình rồi mình sẽ ăn thôi cô chú. Ngày xưa, ngày đầu tiên mà chú gặp cô đó, chú có nhớ năm đó chú bao nhiêu tuổi không? Có, nhớ năm đó là 20 tuổi đó. Năm 70 phải tình nguyện đi lính, rồi chọn được cái lính ngành quân y, thì dưới Sẹo Rô á là tỉnh Kiên Giang á là mới gặp bà. À, tức là chú hồi xưa đi học quân y. À, quân y xong rồi đi chuyển về dưới Kiên Giang. Lúc đó là cô đang làm cái gì cô, hay là dạ, cô đi ở nhà thì có mở cái quán ở tại chợ Sẹo Rô đó cô, tức là bán thức ăn, cà phê, đồ bánh bao, hủ tiếu, đồ đủ thứ, nói chung là bán quán nước như hồi xưa đó. Chú đi cũng như lợi uống cà phê đồng với bạn bè. Thì cái trạm y tế của chú là gần đó hả? Cũng cách 200 mét. À, à, lúc nào có mua thiếu uống thiếu gì không? Dạ không. Tức là ngày nào chú cũng đi qua quán của cô để uống, ngày nào cũng xuống uống cà phê. Nhưng mà mình uống như vậy là vì thói quen của mình hay là vì mình phát hiện ra ở bên đây có một cô gái bán nước rất là dễ thương? Không, lúc đầu thì thói quen, sau rồi thấy thích rồi thành ra rồi tới hoài. Ngày tới 3-4 lần. Bà thích hay mình thích trước? Bây giờ mình thích bà trước. Bà trước hả? Ở được chừng khoảng 3 tháng. 3 tháng rồi thấy có cảm tình trong lòng. Mình nam thì mình phải tỏ tình trước. Mình thích thì mình cứ đâu có ngại chi. Chú nói sao chú? Nhớ không? Thì nhớ nói là bây giờ thấy em cũng giỏi giang rồi nọ, làm biết làm ăn buôn bán rồi nọ, rồi tính xin hỏi là cô có thương tôi không, rồi mình kết thành vợ chồng. Trời ơi, nói thẳng như vậy luôn, trong lần đầu nói chuyện luôn. Mình thích thì mình cứ thẳng thắn vậy, đâu có ngại gì. Cô giờ còn mắc cỡ rồi đó. Con nghĩ bây giờ mà cô mắc cỡ như vậy á, thì cái lúc đó khi mà cô nghe được cái lời tỏ tình như vậy chắc là đúng rồi. Mắc cỡ dữ lắm hả cô? Dạ. Dạ, nói chung á là bị gì mình cũng là gái quê. Khi mà chú đến, chú nói vậy thì cô chỉ biết cười thôi, không biết trả lời.
Thì có nhiều lần chú rủ cô cũng như đi uống nước, cô từ chối bị gì ba với thím rất là khó. Tôi cũng có nói với ba mẹ tôi là anh rất thích con đó. Ừ. Thì ba mẹ tôi vẫn cho anh lại đây ngồi chơi chứ không có hẹn hò mà như bây giờ là được đi uống cà phê làm chơi. Cái gì rồi mình ngồi trong quán của mình rồi mình tâm sự sao vậy? Dạ không có gì tâm sự, gặp thì chào hỏi vậy thôi. Vậy thôi đó hả? Dạ. Nhưng mà lúc đó trong lòng mình có xốn sang dạ, chưa không cô? Thì cũng hơi thích bị gì thấy cái bản tánh của chú á. Rất là hiền, chú có nhờ người anh bây giờ hiện là xu gia với tôi đó. Yeah. Thì nói thích cô Lịch vậy đó, anh có thể lại nói với ba với thím cô Lịch cho tôi, nếu mà ba với thím cô Lịch chịu á thì tôi về Sài Gòn kêu ba má tôi xuống đó, thì ba bằng lòng thì chú đi về đơn vị mà đi xin phép về mời ba mẹ xuống. Xuống luôn. Dạ. Là bữa 25 tháng 10 mới đây nè, thì năm nào thì cũng nhớ ngày vậy thôi, kỷ niệm 50 năm rồi. Dạ. Vẫn còn nhớ y chang cái ngày 25 tháng 10 định mệnh đó. Thì sau đó mình cưới luôn hả? Dạ, thì sau 10 ngày là đúng ngày 25 tháng 10. Xuống bữa 12 tháng 10. À, tới 25 tháng 10 là đám cưới luôn. À, tức là có mười mấy ngày thôi. À, trong tháng luôn. Gấp quá vậy chú. Gấp quá rồi. Gấp quá. Bả nhiều người dòm ngó lắm, lúc đó bà đẹp lắm. Thành ra mình sợ chặt ruột. Tao lẹ cho chứ sẽ sống, tao lẹ cho chứ sẽ sống. Nhưng mà sao cô để ý chú nhờ? Chắc có lẽ tới cái duyên số đó đã tới hay sao. Nhiều người nói là đám cưới này nhanh quá, sợ không có bền vững. À. Mà nếu mình đã quyết định lập gia đình thì là dù cho thay đổi gì nhưng mà tình cảm mình vẫn không thay đổi. Hay quá nha. Trong mười mấy ngày chờ đám cưới thì có hẹn hò chưa? Cũng chưa luôn. Là có nắm tay chưa? Lúc đó là mình nắm tay nhau được chưa chú? Dạ, nói ra thì chú không tin chứ thật sự là chưa có lần nào nắm tay. Đám cưới xong thì chú nắm cái tay cô thì cô cũng hơi bỡ ngỡ, thì cũng dần dần cũng quen vợ chồng. Rồi bao lâu mình có đứa con đầu lòng? Dạ, một năm sau. Một năm, năm 71 sinh đứa đầu tiên. Dạ. Đứa lớn thì tên Trần Mỹ Phương. Tới năm 73 là cô mang thai đứa thứ hai. Rồi cái tới năm 75 á, là cô mang đứa bé tên là An Bình đó. Chú ở bệnh viện ở dưới An Biên. Không, để Phan để em nói. Ở An Biên thì cô ở trên này. Cô ở trên nhà mẹ cô. Cách 7 cây số. 7-8 cây số chứ không có ở chung. Thì một tuần lễ có khi chú về chơi được một buổi, hoặc là khi nào cô cảm thấy nhớ chú thì cô vô. Chú ở như thế chú có nhớ cô? Nhớ chứ sao không nhớ, trời ơi. Nhiều khi đơn vị trưởng nó ổng đi đâu rồi mình trốn về chơi một buổi. Chú về ví dụ như sáng là 10 giờ, 9 giờ chú về thì khoảng 2 giờ chú phải chở về. Bởi vì đi cái đường đó rất là nguy hiểm con. Rồi thời đó thời chiến tranh mà, khu đó nó vừa buồn mà vừa nguy hiểm. Mũi kêu như sáo thổi rồi kia ha, là nó dữ dội lắm. Mũi dữ lắm. Dạ. Con cái này là tại vì con cảm nhận, con thấy là sức khỏe của cô á, cô nói chuyện rất là nhỏ nhẹ và rất là yếu hơi. Thì con không biết là trong cái quá trình mình mang thai, các anh các chị có cái giai đoạn nào mà nó làm cho mình bị bệnh để mà ảnh hưởng cho đến bây giờ không? Có cái đứa mà tên Mỹ An đó, thì tôi được 6 tháng hay 7 tháng gì tôi cũng không nhớ rõ cô. Thì tôi bị sốt cấp tính, tức là có khi nó giọt lên 42 độ 45 cái nó tuột xuống 30 mấy 20 mấy gì đó, thì cũng khiến gì bữa đó thứ bảy chú được về chơi một buổi đó, thì ổng mới gờ ổng nói chết rồi em bị sốt rồi, chú mới kêu chở tóc vô bệnh viện chỗ chú làm đó, thì cô hôn mê rồi, chở vô hôn mê luôn. Thì cái ông đơn vị trưởng tức là cái ông cán sự đó theo lời nói lại thôi chứ tóc đó tôi cũng hôn mê rồi, ổng nói vợ mày là sốt cấp tính này đó là coi như là lên xuống bất thường, chắc là sợ vợ mày chết, mà nếu vợ mày chết đó, thì con mày cũng phải chết luôn, bởi vì con mày 6 tháng trong bụng rồi. Thôi giờ tao chích cho vợ mày một mũi thuốc, cái ổng nói thôi bây giờ chung quý cứu vợ tôi đi chứ bây giờ biết làm sao giờ, thì cũng có lẽ là cũng trời Phật thương chú Linh.
Khi mà chích được mũi thuốc thì tôi từ từ nó hạ cái nhiệt độ. Mà hồi đó đâu có phòng lạnh đâu, bị việc bệnh viện dùng mấy đó. Mấy ông mới lót nước đá dài dưới lưng vậy nè. Vợ thì còn trẻ mà cái gì cũng gì. Với có đứa con mà bây giờ cái tình trạng đó mình sợ lắm, mình lo sợ dữ lắm. Ông nói nếu mà không được nữa thì bây giờ mình có chở đi dọc đường cũng tiêu. Tại vì tàu đò không mà đi từ đó ra giá là phải nửa ngày trời. Có khi xin trực thăng thì xin cũng thăng khó khăn lắm chứ mà dễ. Chú rất là tốt, suốt đêm thì thức với cô. Cô cũng nghĩ cái tình nghĩa của chú rất là sâu đậm với cô. Rồi sau giải phóng đó, rồi cô chú về Sài Gòn ở hả? Dạ. Về Sài Gòn bắt đầu mình với cái nghề bánh bao. Dạ, mới sang được cái kiosk ở ngoài chợ Nancy đó. Cô bán ngay gặp lao động đó, cô cũng bán cho nghệ sĩ nhiều lắm á. Dạ, bán cho nghệ sĩ nhiều, là cô cũng quen nghệ sĩ nhiều đó. Dạ. Giải phóng là mới 25 tuổi. 25 hả? Vậy là 25 tuổi bắt đầu có 3 đứa con rồi. Dạ, 3 đứa. Bắt đầu là phải bươn chải đó. Dạ, bắt đầu dạ. lo cha, lo mẹ. Con còn nhỏ thì hai đứa em nó cũng khù khờ chứ không có làm. Chỉ phụ gì gia đình thôi chứ còn vợ chồng tôi phải lo hết. Một lần là đi ra chợ Nancy á, thì thấy cái cô đó bán hủ tiếu cũng đắt quá. Cái tôi mới về tôi nói với ông này nè, bây giờ mình kiếm một chỗ mình sang đi. Rồi mình mở một cái quán hủ tiếu mình bán nước đồ để ấy chứ. Bây giờ cứ đi lên đi xuống đạch giá hoài bỏ con tội nghiệp. Tôi mua cho ông một chiếc xích lô để ông đạp. Nhưng mà khi mà cô ra bán hủ tiếu á, bán quá trời đắt luôn. Đắt dữ lắm. Đắt tới một đêm cô bán là 50kg hủ tiếu. Thì cô mới nói với chú nói thôi bây giờ tôi không mua xích lô cho ông đâu, giờ ông phụ tiếp tôi đi. Thì cô bán tới năm cô được 33 tuổi cô ngã bệnh. Cô đau bao tử. Chắc có lẽ là tại mê bán quá rồi ăn uống thất thường. Đau quá đau thì cô mới nói với chú thôi bây giờ nước lèo thì hàng ngày tôi nấu. Thôi bây giờ tôi chỉ là ông nấu nước lèo. Đó mà nấu đi nấu không có mất khách đâu. Không biết mình có chất lượng hay không nhưng mà khách ăn, khách đi rồi khách cũng vẫn lợi, mình thấy mình cũng vui. Thì tới năm 60 thì cô cũng thất bại, cô mới bán nhà nó xin. Rồi cô mới về Kiên Giang. Cô đâu đang bán ngon quá sao mà không thì nói chung là cũng giúp đỡ người rồi cô bệnh á, cô bệnh nhiều. Tại bệnh hả? Rồi không đủ ăn. Thuốc men đồ nhiều quá, mình chữa bệnh nhiều quá nên mình không đủ tiền để trang trải nữa. Là cái giai đoạn đó mà cô chú tới lúc có lúc nào mà đau khổ nhất, trong túi không có đồng nào hay là có lúc nào đó thì cái giai đoạn đó như cô, thế nào? Cô cũng từng ăn nước mắm khô quẹt. Ở chung cư Nguyễn Thường Thực á, lúc có khổ nhất á. Khổ làm sao chú? Cũng buôn bán như người ta mà không khi nào có được 20.000 của tôi. Rồi mấy đứa con ăn cái gì? Thì cứ bán cơm thì ăn cơm. Tiền thì không có dư. Cô ở đạch giá 10 năm. Thì cô không định trở lên đâu. Quê của chú thì ở đây mà mình thì quê mình về quê vợ thấy cũng buồn, thấy tội nghiệp. Ông bà thì hủ cốt để ở chùa Long An ở Nguyễn Nhân Từ. Thấy vậy suy nghĩ rồi mấy đứa con nó năn nỉ, nó nói thôi má ơi, trở về đi, về trở về Sài Gòn đi. Tôi nói bây giờ nhà cửa không có, về là phải mướn nhà ở. Cái nó nói thôi tụi con cũng tiếp ba má, phụ tiếp ba má nhà cửa ở đồ, trả tiền đồ. Thì nói chung ba đứa con của cô cũng rất là có hiếu. Năm đầu cũng chưa có định làm cái gì. Cái thằng cháu á, có khi lâu lâu lên thăm nó làm bánh bao cho nó ăn. Thì nó mời bạn bè nó ăn, cái nhỏ bạn học nó mới nói Di ơi Di, mày về mày kêu bà ngoại làm bánh bao cho ăn đi Di. Bánh bao bà ngoại ngon lắm mà sao tao không thấy bà ngoại bán. Đặt 50 cái bánh bao mày kêu bà ngoại làm đi, tao để tủ lạnh tao ăn dần dần. Thì nó về nó nói ngoại, ngoại làm cho bạn con 50 cái bánh bao đi ngoại. Thì cô làm, cô mới nói với chú vậy nè, thôi con sang đây bây giờ tôi với anh á mà làm chừng 3 kg bột mỗi ngày thôi, bán ở trước cửa nhà mình nè, bán thử coi được hay không, được thì mình cứ tiếp tục, còn không được thì mình dẹp. Dạ. Thì nói chung bán 3 kg rồi lên 5 kg thì vất vả lắm con, bị gì bánh bao á, người ta lại hỏi bánh bao mà có khai không, bánh bao cũ hay là mới đó. Thế tôi nói thôi cô ăn thử đi, chứ bây giờ tôi nói ngon thì cô ăn không ngon cũng vậy. Thì ngon cô trở lại, còn không ngon thì một lần thôi. Cô với chú á,
đẩy từ Nguyễn Chí Thanh, Tạ Nguyên gì, Trần Quý gì, cô đẩy đi có khi tới 12 giờ. Thì bữa đó tới cái ngã tư của Hàng Hải Nguyên, Nguyễn Thị nhỏ giờ đó, thì mỏi rồi cô mới đậu đó nghỉ. Có con bé nó lại nó mua một cái xá xíu, thì cô bán cái nó chụp hình rồi nào cô cũng biết nữa, không hay. Thì khi mà cô bán hết về, bữa đó cũng khuya là 12 giờ cô về. Thì thằng cháu nói, bà ngoại, người ta lên cái gì đó, lên mạng, lên YouTube gì vậy, bà ngoại cho tôi nói, ủa ngoại đâu có kêu, đâu có cho ai lên đâu con. Nó nè, từ hồi 11 giờ tới giờ mà biết bao nhiêu người coi rồi. Nè, bộ đồ này ngoại còn bận đây nè, trên này nè, đó. Thì bắt đầu từ đó cô bán, cô bán hơi có tiếng. Thì sáng ùn ùn vô trong nhà cô mua cũng hơi bất ngờ, trên mạng nổi tiếng lắm á. Dạ, cô chú trên mạng nổi tiếng lắm á. Trong cái thời gian đó là cứ cô chú đẩy cái xe đi vòng vòng bán như vậy. Từ hồi lên mạng giờ là không có đẩy nữa, từ từ tới tới mua, từ đã tới rồi tới nhà luôn. Thì nổi tiếng quá. Dạ. Ba người con là thành Đạt làm gì, làm gì cô chú? Hai đứa con thì gái không à? Ở gái. Lấy chồng chưa? Lấy chồng hết rồi. Có đủ hết rồi, đứa nào cũng có chồng. Giờ ai ở với cô chú? Đứa Út. Út hả? Con á thì nó cũng không có cho cô làm nhiều, nó nói thôi má ấy. Nhưng mà cô thấy cái đứa con gái Út ở đây á, nó lại khó khăn hơn hai đứa lớn, thành ra cô phải cố gắng để tiếp nó nuôi. Vì nó nuôi hai đứa con nữa, thành ra cô phải cố gắng giúp nó. Với cô chú cũng cảm thấy chú, cô chú cũng còn sức khỏe, thành ra cô chú cứ làm mỏi mệt thì về nghỉ ngơi đi rồi ấy. Nhiều khi cơm trưa này nè, 5 giờ cô chưa có ăn nữa. Cô không có thời gian để ăn. Ở nhà cô em chồng nấu cơm đó thì cứ để đó, thì ai đói thì cứ vô ăn chứ không có dọn mâm. Không, Quỳ Linh nghĩ nè, cô chú đã vất vả cả cuộc đời của mình rồi, đã chăm lo con cái cả cuộc đời của mình rồi, mình hãy dành thời gian cho mình đi, dành thời gian để chăm sóc sức khỏe, dành thời gian ta hưởng thụ một chút nào đó trong cuộc sống này. Bởi con cháu thì không có mình thì họ cũng vẫn cố gắng nỗ lực thôi, mình chỉ hỗ trợ tinh thần thôi. Chứ nếu mà cô chú cứ làm như thế, quên ăn, quên uống, quên nghỉ ngơi đó, đến lúc nào đó sức khỏe của mình nó kiệt quệ đó, rồi con nó khó như thế nó cũng không lo nổi luôn, như thế lại càng mệt cho con cháu hơn nữa. Ha cô chú nhé. Có bao giờ chú hai cô chú ngồi khóc với nhau và hai người bỏ cuộc không? Cực quá thì cũng than với nhau thôi, chứ còn bỏ thì không dám bỏ đâu. Nhiều khi tôi nhìn xung quanh, tôi thấy mấy người nhiều khi nhỏ tuổi hơn mình, họ sung sướng, họ ngồi nhậu nhẹ ăn chơi thôi, tán dốc với nhau rồi sáng kia quán cà phê. Trời, tôi chưa biết quán cà phê là sao. Mở mắt ra bắt đầu là làm tới khuya luôn, ngày nào như ngày đó, chứ đâu có biết quán cà phê là cái gì. Đừng có nói nhậu chi mất thời gian. Chú không có uống được ly cà phê nè, không uống quán cà phê nè. Có đi du lịch không cô chú? Không luôn. Không có luôn. Mình có đi hưởng tuần trăng mật gì không? Không có luôn. Chiến tranh mà. Rồi mình có dắt nhau đi chơi riêng lúc nào không? Hồi xưa còn thấy đường á, thỉnh thoảng là chở, lấy xe Honda chở đi một vòng rồi về. Vậy thôi chứ còn ngoài đó không biết đi đâu chơi. Hồi đó giờ cô chú có tổ chức sinh nhật cho cô lần nào không? Không. Có bao giờ chú tặng một món quà nào bất ngờ cho cô không? Trời ơi, không có nghĩ tới luôn, làm biết là không nghĩ tới luôn. Có bao giờ cô tủi thân vì điều đó không cô? Thì nói chung là phụ nữ thì cũng ước ao những cái đó. Nhưng mà mình thấy cái hoàn cảnh gia đình mình với người chồng mình nó quá thật thà, thành ra từ chỗ đó cô cũng thông cảm, có đòi là hỏi theo cái... cuộc đời của cô chú không có một cái điều gì về hưởng thụ cho chính bản thân mình cả, vì mà họ vẫn dắt tay nhau đi suốt cả cuộc đời, gần như đến bây giờ cô chú vẫn cực, cũng vất vả như thế. Càng nói chuyện càng hấp dẫn đấy. Ngay bây giờ chúng ta hãy bảo vệ sức khỏe là an toàn với cô chú nha. Cảm ơn. Dạ. Chúng ta sẽ đến với hình ảnh trong gia đình của cô chú. Xin mời cô chú. Năm sống chung với nhau vợ chồng á, cái gian khổ cũng có, vui buồn cũng có, sung sướng cũng có.
cố giữ làm sao cho tới 100 tuổi già thì nó cũng vẫn được như vậy hoài thì bà mừng rồi. Nhiều khi mình làm suốt cả đời vậy đó mà mình chả có được một cái mái nhà ở, mình cũng buồn lắm đúng không? Nhiều khi ông cũng tối ngủ về rảnh rang chút xíu, ông cũng nhiều khi vất vả quá. Lớn tuổi rồi mà mình vẫn còn vất vả, tôi nản quá. Thì bà nói thôi anh cũng gán đi, cái đoạn đường mình đã hy sinh cho con với gia đình nó đã gần hết rồi, mình cũng không còn bao lâu nữa đâu, thôi cố gắng đi. Mình cố làm đi, mình làm thì trời Phật cũng không có phụ cái lòng mình đâu, vẫn cho mình có hộp cơm ăn, nuôi con mình trưởng thành rồi lớn. Nhiều khi bà cũng nản thì ông cũng khuyên vậy thôi, cứ động viên với nhau mà sống. Vợ chồng tôi đó là coi như là rất hạnh phúc, mặc dầu nghèo thiệt nhưng mà vẫn tôn trọng với nhau mà sống. Chỉ có 2 năm nay thôi, chắc cái gì vấn đề sức khỏe hay sao, quá mệt mỏi thành ra có nhiều khi cũng hơi nản thiệt. Nhưng mà bây giờ biết sao giờ, cũng phải ráng cố gắng mà vượt qua. Thì bây giờ cái điều mong muốn dành cho bà thì trong thời gian mà còn sống thì ông cũng là làm hết trách nhiệm của mình thôi, chứ còn đối với gia đình, đối với bà tới cuối đời thì tình cũng mãn nguyện rồi. Ví dụ như bà bất đồng ý kiến ông cái gì á thì bà cũng không có gây gỗ ở trong nhà đâu, kêu ông lấy xe chở vòng vòng, hoặc có nhiều khi ra nhà thờ Đức Bà hoặc là đi vòng vòng vậy đó, rồi nói với nhau, cãi với nhau, cảm thấy cãi nhau xong rồi rồi quê về, chứ không có mà để cho gia đình biết. Kiếm một người chồng tốt như ông á thì rất là khó, bởi vì ông tốt với bà mà ông rất có hiếu với cha mẹ, rất thương anh em, lo cho con cái. Sáng ngày nào ông cũng lấy thuốc cho bà uống, nhắc nhở. Bà cầu mong bà gán làm, bà kiếm được mua lại cái nhà để cho con cháu nó ấy thôi, chứ bà không có mong muốn. Bây giờ bà còn làm được, bà cố gắng làm. Làm tới chừng nào bà cảm thấy bà làm không được nổi nữa thì bà nghỉ. Ông giận bà chứ chưa bao giờ kêu tiếng mày, chứ bà thì bà nhiều khi bà giận ông bà cũng có kêu tiếng mày á, chứ bà ông thì không có bao giờ tiếng mày. Tôi kêu bà bằng em sao bà cứ kêu tôi bằng mày á, nhiều khi bà giận quá bà cũng vậy. Ông cũng vẫn bình thường thôi, không có sao, tại vì khi nóng giận à, người ta nói là giận quá mất khôn, cho nên ông không có để tâm. Xong bà già, hai ông bà già tình mới kêu bằng anh em. Tôi nói tại vì từ hồi mới cưới tới giờ thành ra cũng quen rồi, thành ra kêu sửa cũng không sửa được. Cảm ơn ông nha. Nhớ tấm hình này không? Nhớ, hồi lúc mới quen em là lúc năm 18 tuổi mà. Thì bây giờ, tới bây giờ cũng những gì thôi. Đi tới đâu thì cũng mang theo đó, đó là kỷ niệm mà. Bao nhiêu hình đó, tôi chỉ chọn cái tấm này, tấm này nó đẹp lắm. Hạnh phúc quá. Bây giờ bà chỉ còn hạnh phúc và những nụ cười như thế, sự chăm sóc lẫn nhau như thế. Con nghĩ rằng thế này nè, ông bà có một cái nghề, làm sao mình truyền lại con cháu đi, mình tập trung hết sức về cái nghề dạ, đó đánh bởi vì không đơn giản là tôi nấu hủ tiếu ngon như vậy đâu, không đơn giản tôi làm bánh bao ngon như vậy đâu. Bởi ngày hôm nay á, chú có muốn nói lời gì với lại bà không? Sau 50 năm kết hôn rồi bây giờ á, thì vợ chồng bây giờ tới giờ cũng phải ráng sống, ráng làm cho hết cuộc đời thôi. Bà muốn nói gì với ông không? Thì bây giờ cái trách nhiệm với bổn phận thì đi cũng gần hết đoạn đường rồi, cũng không còn bao lâu nữa thì cô cũng cố gắng làm tròn cái trách nhiệm của một người vợ với một người mẹ của gia đình, sống sao cho cái gia đình mình nó hạnh phúc trọn vẹn, để mai mốt khi con mình với cháu mình lớn rồi nó nói bà ngoại với ông ngoại hồi xưa như vậy đó.